Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về kênh Honkai Studio. Thì trước khi mà nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh của cho mình. Thì hôm nay sau thời gian dài không gacha, ta quay trở đây roll tiếp con này vậy. Thì hôm nay ra mắt một con tướng khác là con Fesiao đúng không? Thì nó sẽ quá làm sao roll cho nó, mà nếu mà may mắn tí có thể kiếm được cả cái nón ánh sáng của nó nữa. Bây giờ ta sẽ thử vận may một chút xíu nha. Và bạn nào chưa like, đừng quên là like, đăng ký kênh của cho mình. Giờ tiến hành quay 10 vé đầu tiên. Nói chung cái này quay hết vé nhanh không ý mà. Hy vọng sẽ may mắn một chút xíu. Phát đầu tiên là chưa ra gì rồi. Tiếp tục phát thứ hai, 20 phát à. Vẫn chưa có gì. Tiếp tục phát thứ 30. Vẫn chưa có gì. Phát thứ 40. Quan trọng đừng có lệch được rồi. Vẫn chưa nổ. Phát thứ 50. Chết bỏ mẹ, cái này gần bảo hiểm rất là gì. Quan trọng là không lệch thôi. Bảo hiểm như quen rồi. Cái này phát thứ 60, phát thứ 70 quên xử rồi. Thì 60 chứ. Vẫn chưa được. Con này sẽ phát thứ 70. Có thể phát nữa, phát thứ 80. Con này chắc là nổ không? Phát này như bảo hiểm không? Bảo hiểm này 80 hay bao nhiêu nhỉ? Kiểu lâu lâu không chơi quên sử bảo hiểm bao nhiêu rồi. Nhưng thôi, quan trọng nhất bây giờ quan trọng là ra đúng con hay không thôi. Cái này quan trọng, cái này ra chúng còn hay không được. Ok, không bị lệch là tốt rồi. Con Fesiao ok ngon rồi. Bây giờ nói chung là sau khi không lệch xong ở đây tôi cứ ấn nốt này. Bây giờ quan trọng, bây giờ câu chuyện giờ còn bao nhiêu lần roll nhỉ? Còn 67 lần này. Thế sang cái chấn nó tí xíu nhỉ. Chắc sang cái chấn chắc không nhỏ đâu. Sao với cái chấn thì ở đây hiện tại cơ bản là mình cũng không có nhiều tài nguyên lắm, nên mình hy vọng sẽ nổ được nhé. Đây có khoảng tầm 60, gọi cho làm tròn là 70. Ta sẽ tuần tra săn bắn là cái chấn của nó này. Thì sẽ hy vọng sẽ nổ cái này sớm sớm tí xíu nha. Lâu lâu không roll nên roll cho nó trọn vẹn luôn. Một phát x10 ăn luôn thì tốt. Vẫn chưa được. Vẫn chưa được. Thật ra lại bào hết sạch vé vỡ mặt. Tiếp tục. Còn 37 vé nữa. Không được thì coi như tích bảo hiểm cho cái chấn lần sau thôi. Nhưng mà hy vọng sẽ luôn nữa tiện hơn. Vẫn chưa ra. 27 phát nữa. Cơ hội đang bé dần lại nhưng vẫn còn hy vọng nhé. Vẫn có xác suất được nhé. Vẫn chưa nổ. Phát này mà ra được thì tốt hơn nữa, đi kiếm 3 vé. Mặc dù có thể đổi tích điểm minh tinh ra 3 vé nhưng mà hy vọng ra luôn. Đây,
Phát này nổ rồi, phát này mà thật ra đây giờ không có cơ hội làm lại nữa. Phát này mà lệch thì chịu chết đấy. Phát này cơ hội cuối cùng rồi. Phát này lệch là coi như ra đi luôn rồi. Còn nếu mà trúng được là coi như thành công rực rỡ này. Hy vọng là trúng nhá. Nó mà lệch thì cái khác là mệt. Cái nào đây? Ok, tuyệt vời, sao? Như vậy là mình không phải đổi thêm nhá. Thực ra nếu đổi thêm vẫn thể đổi thêm được vài chục lần nữa đấy. Nhưng mà quan trọng là nó không đủ một cái vòng bảo hiểm tiếp theo ấy. Nhưng thôi bây giờ ok như vậy là ngon rồi. Chơi thì ít nhưng mà chơi thì ít nhưng mà được cái là roll nó không lệch là được rồi. Thỉnh thoảng hên hên thì được 10-20 vé là ra luôn. Còn roll xui xui ăn bảo hiểm nó không lệch rate là cũng mừng lắm rồi. Rồi ok như vậy nói chung là gacha coi như là thành công tốt đẹp đấy. Thì nói chung là game thì vẫn như thông lệ chia sẻ các bạn là chơi vui vui thôi. Nên thành ra là cái việc nó ra được vậy tốt rồi. Còn nick thì đa số bạn khác cày hộ mình chỉ vào gacha thôi. Thì lâu lâu cũng xem lại nick một chút xíu là nick đang có những cái gì này. Đầu tiên vẫn là tương tự thống kê, đầu tiên là con main thôi. Con main thì không nói gì rồi. Tiếp tục sang bên này nữa, ở đây ta có con Firefly, con này cũng là mình có quay video gacha các bạn xem rồi đấy. Tiếp tục ở bên này nữa mình có con Heta, con này thì con tướng phẩm thấp nhưng mà chắc là đang dùng cho cái team nào đó nó tiện thì để thôi. Tiếp tục sang bên này tiếp ta có con Mark 7 lâu lâu không nhìn thấy trông nó khác khác ấy nhỉ, hay là mới có thêm bộ thời trang cái gì ta trông nhìn nó khác khác, hay là do lâu quá không chơi nên cảm giác như vậy, hay mới nâng cấp cái gì mình thấy có hình ngôi sao gì hơn này, tại lâu không chơi game này mình không để ý nhé. Thôi ngó qua nick một chút xíu rồi thôi. Ở đây có Robin này. Robin cũng quay lâu lắm rồi. Jing Liu này. Thế này có con Acheron này. Thực ra con Acheron con Jing Liu là hai con trông quánh hoành tráng nhất. Tiếp tục ở sang bên này con Bailu này. Con Kapka. Kapka là một con có hoạt ảnh khá là ngầu. Còn Black Swan này. Houhua này. Nói chung là những con ngon của game này có cái không có nhiều cung mệnh thôi. Bronza này. Bên này mình có tiếp là con Zadi này. Rồi bên này có tiếp con Sparkly này. Con Natasha này, con Pele, mấy con này thì nhẹ thôi, mấy con này dễ lấy, Ting Jun này, Sampo này, Lin này, Clara dùng nhiều lúc đầu game, bây giờ ít dùng lắm rồi. Tiếp tục sang bên này tiếp tục có Silly rất là một những con đầu tiên phẩm cao của game đúng không? Tiếp tục sang bên này có Luca, có Yang Wing khó dùng bỏ xử được cái con Hook này, con Asta này, con Dang Hia này, con Su Sang này, con Servo này. Con Quinh Quy này, Yu Kong này, Phi Xiao con mình mới ra vì mình có thêm cái nón ánh sáng dành riêng cho nó nhé. Mình mới trang bị thêm được cái nón ánh sáng dành riêng nó là cái này. Trang bị vào thôi, còn việc nâng cấp cái tinh là bạn hỗ trợ và sẽ xử lý cho mình. Còn mình thì mình chỉ trang bị một tí thôi. Ố, cái này để nhầm à, tại cái du hành ấy này. Cái ở đây là cái bên này, cái chấn của nó cái này chứ, ấn nhầm cái, trời. Đây có cái này mới là đúng nhé. Đây ta sẽ tuần tra săn bắn này, cái này là cái đúng nhé. Đấy ấn nhầm. Ở cái này mình không phải làm về content game, không phải thiên về nội dung về chiến thuật nên là thôi. Mình cũng bỏ qua thống kê tướng một tí thôi. Còn Raito con này không biết ra lúc nào. Con này mình ngày xưa không để ý con này. Con Haniya này không để ý này. Tiếp tục sang bên này có con Ganufen này. Có một số con chắc là ra được nào đó hoặc mình vừa gacha banner để ra mình không biết mấy con này luôn. Misha này. Moji này. Alan thì game thêm nhiều tướng quá nhiều khi không để ý. Shuji Granger, Runmi con đánh đàn đúng không? Rồi ok đấy là xong còn một vòng các tướng mình đang sở hữu nhé. Thì nói chung là về trong khuôn khổ video hôm nay thì về vấn đề gacha là thành công tốt đẹp. Thì mình đã gacha được cái con mục tiêu của mình mong muốn. Thì nói chung là con đấy là mình đã hoàn thành được cả việc là quay tướng và quay chấn. Còn mấy cái vấn đề nâng thêm cái tinh hồn những cái thứ mình chịu. Cái đấy thì nó tốn kém nhiều. Với mức độ nick chơi vui vui thì siêu tập tướng là chính thì cái việc mà ra được vậy thì thấy nó cũng hài lòng rồi. Còn bây giờ câu chuyện nâng tướng thế nào thì vẫn là tổ chơi hộ ra cày hộ thôi. Nên là thôi có lẽ video này mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Bây giờ thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và thôi bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.